một dòng sông cặp đôi hiếm gặp ở Việt Nam. 6.000 năm qua cùng dòng chảy đồng bằng sông Cửu Long, nhưng chưa có tài liệu nào tổng kết về giá trị dòng sông này. Ghi nhận những sáng tạo của con người sinh sống hai bên bờ sông Cái, thuận với tự nhiên. Trải nghiệm nhịp sống mới cùng khát vọng làm giàu của những người dân vùng biệt thứ và bán đảo Cà Mau. Tìm về những giá trị văn hóa và văn học một thời của miền Tây Nam Bộ. Ký sự sông Cái Lớn Cái Bé, hành trình ghi nhận giá trị dòng sông cặp đôi duy nhất đồng bằng sông Cửu Long. Gặp lại quý khán giả của truyền hình Hậu Giang. Thưa quý khán giả, trong tập trước thì chúng ta đã được tìm hiểu về ngã ba Tắc Cậu với nền văn minh miệt vườn và những đặc sản ở đây đây. Và trong tập này thì Tuyết Anh cùng đoàn ký sự Cái Lớn Cái Bé sẽ tiếp tục xuôi dòng nước lớn để đến với một nơi rộng nhất của dòng sông Cái Lớn, đó chính là Xếp Ba Tàu. Và ngoài độ rộng lớn thì Xếp Ba Tàu còn ẩn chứa rất là nhiều câu chuyện ly kỳ hấp dẫn từ thời Khẩn Quan Lập Ấp. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nơi đây và đặc biệt là câu chuyện về người con gái đánh cọp. Từ gã ba Tắc Cậu đi theo sông Cái Lớn chừng 15 cây số là tới Xếp Ba Tàu, hay có người gọi là gã ba Tàu. Đây là nơi giao nhau giữa sông Nhà Bác và sông Cái Lớn, nên tạo thành một gã ba rất rộng, khoảng cách giữa hai bờ cỡ chừng 1 cây số. Xếp Ba Tàu là một địa danh thuộc huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Theo cách gọi từ xa xưa của người dân địa phương, thì Xếp có nghĩa là một đoạn phình trọng ra của một con sông lớn mà ở đó có nhiều gã trẻ và rạch nhỏ. Còn Ba Tàu được giải thích là ở ba gốc xếp có ba voi lá dè ra trông giống như ba mũi tàu. Cũng có người cho rằng Ba Tàu là nơi có nhiều bà con qua kiều đến mua bán, trao đổi nông lâm sản. Con sông Cái Lớn dẫn cá tôm từ biển Tây vào cho mỗi năm một vụ thủy sản nước lợ và một vụ thủy sản nước ngọt. Chu kỳ thay đổi nguồn nước đều đặn như vậy đã tạo ra hệ động thực vật đặc thù cho Xếp Ba Tàu. Vào mùa nắng, các loại cá nước mặn, nước lợ đặc sản như cá trẻm, cá dứa đều gom tụ về nơi này, nên ở đây cũng có nhiều người sống bằng nghề hạ bạc từ lâu đời. Quê của ông Tư Hiệp ở trên tỉnh Hậu Giang cũng vì mê nghề cá mà ông xuôi xuống tới Xếp Ba Tàu này làm ăn rồi lập gia đình, sinh sống. Ông cất nhà ở ngay gốc xếp để tiện đánh bắt. Dù đã lớn tuổi nhưng hằng ngày ông vẫn đều đặn sáng chiều bơi ghe đi thăm đò, thăm chớn. Với gần 10 cái đò đặt quanh gốc xếp, dính cá quanh năm cả nguồn nước ngọt, nước mặn, nên cũng tạm đủ ăn. Theo ông Tư Hiệp và nhiều người dân lớn tuổi, khoảng 30-40 năm về trước, ở đây còn có rất nhiều cá hô, những con lớn nặng hàng trăm ký, chọn ngay khúc sông rộng lớn nhất tại Xếp Ba Tàu này sinh sống. Nhưng do bị đánh bắt và môi trường sống thay đổi, nên loài cá hô ở đây không còn. Mặn là dân câu mà cũng ít nữa, con cũng 5-7 ký, chục ký, mười mấy ký cũng có nha mà ít. Người qua tới cái mùa nước ngọt ở tháng 5, tháng 6 đó, thì vào mùa lứ thì có đêm cũng 5-3 con đó, có khi 5-3 đêm chưa có nữa. Hồi đó tất cả là cá gì cũng nhiều chăng. Bây giờ bởi vì những cái xí nghiệp rồi nó tả nước thải ra với hai nữa mằng ba cái thằng nông á, rồi ba cái thuốc sâu rồi cái cá nó ngày kiệt quệ. Hồi đó 10 giờ còn không được một. Hồi năm 99 mấy đó, cái vô con bự bự nè là dở không khô tay đó, chạy một đêm cái 5-7 con, chục con. Còn bây giờ không có đâu, giờ hiếm lắm. Dọc theo hai bờ sông Cái Lớn và chung quanh Xếp, đâu đâu cũng mọc loài dừa nước, loài cây từ ngàn xưa cha ông ta đã sử dụng để tạo nên làng mạc, cửa già trên vùng đất mới
Ước tính diện tích dừa nước của vùng này hiện lên tới hàng trăm hecta, nơi cung cấp nguồn nguyên liệu lá lợp chủ yếu cho đồng bằng sông Cửu Long. Dừa nước cho trái quanh năm, nhưng chúng ra bông rộ nhất là vào đầu mùa khô. Chín tháng sau thì trái vừa già, món ăn dân dã nhưng đầy hương vị của làng quê đất nước. Gió đưa ngọn lá sạc sào, nhớ cây dừa nước Ba Tàu quê hương. Bên bờ Sét, từ nhiều thế kỷ trước, các cộng đồng người Việt, người Khmer, người Qua đã xuôi theo dòng cái lớn đến đây, chung lưng nhau khai khẩn, dựng cửa, dựng làng. Lịch sử cũng như thực tế ngày nay thì thấy rằng ba dân tộc anh em trên mảnh đất Cù Lao, Kinh, Hoa, Khmer đã nắm chặt tay nhau, đoàn kết, gắn bó, tạo thành một cái hàng rào thủy chung son sắt và để nuôi chứa cách mạng trong hai cuộc kháng chiến, cũng để và cùng nhau là góp công, góp sức làm nên những cái chiến thắng trên mảnh đất này cùng với cả dân tộc. Và trong sau giải phóng đến ngày nay thì cũng đoàn kết gắn bó để mà chung tay xây dựng quê hương, phát triển đất nước. Thích nghi với vùng đất mới, các cộng đồng dân tộc ở Sét Ba Tàu đã lựa chọn cách canh tác riêng. Đất thấp, họ đào mương, lên liếp, trồng cây, nuôi cá. Đây là một trong những khu vườn với nhiều tầng sinh thái do người dân Sét Ba Tàu sáng tạo nên. Dưới tán dừa là rẫy khóm, loại cây chịu phèn, ưa bóng râm, tỏ ra thích ứng với phương pháp trồng sen giữa cây lâu năm với cây ngắn ngày. Mỗi năm một vụ dừa và một vụ khóm, người dân Sét Ba Tàu bắt đầu làm giàu cho xứ sở. Mấy năm nay cây khóm được giá hơn, nên nhiều hộ đã dần đốn bỏ dừa để chuyển sang trồng khóm. Có lẽ cho Sét Ba Tàu nằm ở giữa Tắc Cậu và vùng khóm Cầu Đúc Hậu Giang, nên ở đây có sự giao thoa giữa cách làm cũ và mới. Nhiều vườn vẫn để khóm sen dừa như vùng Tắc Cậu. Bên cạnh đó, cũng có nhiều hộ chỉ đặt trồng khóm ngoài chẵn như ở Hậu Giang. Dù là cách làm nào thì chúng tôi vẫn thấy vui vì bà con được trúng mùa. Khóm canh năm nay được giá có khi hơn 10.000 đồng một trái, nên đời sống của người dân khấm khá hơn nhiều. Khóm chính vụ ở Sét Ba Tàu kéo dài từ tháng 10 đến tháng Chạp âm lịch hàng năm. Hơn 5.000 hecta thuộc các xã Vĩnh Hòa Hưng, Vĩnh Phước, Vĩnh Tuy ở huyện Gò Quao đang giữ thế mạnh về loại cây công nghiệp này. Khóm được phân loại ngay tại rẫy, trái vừa già chọn để chuyển đến các nhà máy chế biến. Khóm chín vàng đưa ra chợ quê bán cho thương lái. Cuộc sống thôn giả bình dị mà trữ tình. Ở đây thì bà con của mình trồng khóm từ khi nào vậy anh Tư? Cũng lâu đời lắm rồi, hồi tôi nhỏ tới lớn, giờ tôi cũng lớn lên cũng trồng khóm không à. Dạ. Rồi em thấy trái khóm ở đây của mình á, thì nó tương đối là lớn, vậy thì cái nước tưới rồi mình trồng như thế nào mà có được một trái khóm nó tốt vậy anh? Ở đây thì nói chung ra nước ngọt mình nó nhiều nè, cũng ít có nước mặn á. Như sông Cái Lớn nè, thường là lấy nước ở sông Cái Lớn nó chảy về mạnh hơn so với bên phía Ba Đình chảy về bên đây. Khóm ở đây thì nó để lâu thì nó ít chảy cùi hơn, rồi với mà ăn nó ngọt hơn mấy chỗ khác nữa. Với trái thì nó cũng tương đối nó lớn hơn mấy chỗ khác. Dạ, thì vậy thì bà con mình ở đây trồng khóm có đời sống như thế nào anh? Mấy năm nay nhờ có giá lên nông dân cũng đỡ, hơn trước nhiều. Cảm ơn anh Tư, chúc anh Tư nhiều sức khỏe rồi mình có một cái vụ khóm thiệt là trúng mùa nha anh Tư. Đến Sét Ba Tàu có một câu chuyện còn lung linh màu huyền thoại về một người phụ nữ gan dạ
dám một mình đấu lại chúa Sơn Lâm. Bà tên là Hồ Thị Cư, người thuộc một dòng tộc ở vùng Bình Định, vào Gò Quao, xứ sở mà dưới xếp xấu ghé như trâu, trên bờ cọp đua như chó. Tương truyền, bà Thị Cư và gia đình cũng xuôi theo sông Cái Lớn để tìm về vùng đất màu mỡ khai phá lập làng. Ở xếp Ba Tàu vốn có một con hổ dữ luôn trình rập cướp người qua lại. Con hổ này dữ tới mức rất nhiều thầy trị hổ ở khắp nơi được người dân mời tới đây đều phải bỏ mạng hoặc mang thương tích quay về. Bà Thị Cư vốn rất giỏi võ, đặc biệt là môn võ roi bay. Bà tới đây và quyết tâm diệt hổ để gia đình người dân khai khẩn làm ăn. Một hôm, bà theo cha vào rừng đốn củi thì bất ngờ bị hổ tấn công. Để cứu người cha sức yếu, Thị Cư đem hết sức bình sanh chống trả lại con thú dữ. Bà dùng môn võ giỏi nhất là roi mây để đánh lại hổ. Sau những đòn quyết liệt, con hổ cũng hứng chịu rất nhiều đòn đau và thương tích. Nhưng không may do đầu tóc dài của bà Thị Cư bị dướng vào cây rừng, nên con hổ đã bất ngờ phản đòn và bà biệt tích giữa rừng sâu. Cảm kích trước tấm lòng kiên trinh ấy, người đời sau lập miếu thờ và người dân ghe tàu lớn qua đây đều dâng khói hàng năm. Trong mấy cái anh em và cha con đó thì bà cô Tám thì giỏi lắm, nhưng mà tới khi mà quánh dư bả đó thì tới khi nó cây quá xá trên cái búi tóc của bà đó đã bị là xúc đi, cho nên nó là mà tóc đó, nó mới quăng qua quấn lại gì đó là dướng mắt bà, cho nên cái lúc đó bà mới gạt cái tay mà búi tóc đó thì thành ra cột nó mấy móc không được bà. Xếp Ba Tàu ngày nay trở thành một hợp điểm của nhiều tuyến lưu thông huyết mạch. Từ Hậu Giang qua Rạch Giá, từ Cà Mau lên Cần Thơ, tạo nên dáng vẻ mới cho khúc sông đượm màu lịch sử. Trong xu thế đô thị hóa, Bến Xếp Ba Tàu đang mọc lên một thị trấn sầm uất. Điều đó đã tạo nên nét đổi sánh giữa cũ và mới, giữa thôn giả và đô hội. Nhưng dù có đổi thay thế nào đi nữa, thì Xếp Ba Tàu với nét bình dị tinh thơ của nó vẫn chứa đựng một hồn quê đáng được giữ gìn. Thưa quý khán giả, ngoài Hồ Thị Cư thì khi đến Xếp Ba Tàu, chúng ta còn có thể tìm về với ký ức đầy tự hào của người anh hùng Nguyễn Văn Tư, hay còn được gọi với biệt danh là ông Tư nhà mới, thủy thần trên sông Cái Lớn. Cũng ngay tại Xếp Ba Tàu này thì ông đã cùng đồng đội của mình khi thì nã pháo, khi thì gài thủy lôi khiến cho địch bao phen khiếp vía. Và đó là người anh hùng xuất hiện trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, để lại bao niềm tự hào cho những người ở ngay tại vùng đất này. Và câu chuyện này thì chúng tôi sẽ được phép kể trong tập tiếp theo của ký sự Sông Cái Lớn Cái Bé. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!